đúng một trận thắng duy nhất nữa thôi để họ có thể vững chắc ở vị trí top 2 trên bảng xếp hạng của PAC. Và đây là cơ hội không thể tốt hơn để cho họ làm được điều đó. Fennel thời điểm hiện tại thì có thể nói là không phải là đối thủ của họ. Và sau chiến thắng vừa rồi của Aker ở trong trận solo chọn bên thì Fennel đã quyết định là chọn bên xanh ở trong bảng thi đấu thứ nhất này. Như vậy là Buriram sẽ được ở bên phía bên đỏ. Ba quân bài mà Fennel cấm đi đó là Shen, Yone cùng với lại Jace. Cấm đi Yone của Vanders là một sự lựa chọn cấm cực kỳ hợp lý. Rất nhiều các đội tuyển đã không cấm quân bài này và đã phải trả giá. Bên phía bên kia không cấm Achok à? Buriram không cấm Achok, cấm Varus, cấm Fiora, cấm Camille. Có vẻ như đây là ván thi đấu của Buriram họ sẽ thử nghiệm những cái bài đánh để có thể counter con Achok. Nếu như họ làm được như thế thì trong vòng playoff khi phải chỉ phải đối đầu với những đội tuyển đến từ khu vực APC thì họ có thể không cần phí một lực cấm một quân bài này. Có một vị tướng mà chắc chắn là bên phía của Fennel sẽ cần phải quan tâm, đó là con Riven. Một con bài mà đã giúp cho bên phía Buriram thắng liên tiếp ở những ngày gần đây, đặc biệt trong tay của Tipper. Tipper mỗi khi có Riven thì anh ta đang luôn đánh theo một cái tâm thế ấy. Nó là kiểu như chưa bao giờ được đánh con Riven ấy, những cái tình huống combo tốc biến các thứ rồi hoàn toàn là vằn vào đội hình đối phương với một nhịp combo rất nhanh để dứt điểm những điểm hạ gục. Và đó chính là một cái điểm lợi của Riven để có thể được mang ra trong trận thi đấu này, để có thể dứt điểm nhanh vào con bài Achok ở thời điểm sớm. Đó cũng là một phương án mà khiến cho bên phía Buriram họ ưu tiên cấm hơn vào Fiora cũng như là vị trí của Varus. Mặc kệ cho đối phương với con Nautilus cũng được, tại vì họ tin rằng cái khả năng sốc sát thương đến từ con Riven trong tay của Tipper là hoàn toàn uy tín. Đúng thế, tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại khi mà phải đối đầu với một con Achok thì có hai quân bài mà bạn sẽ nghĩ tới nó đầu tiên để có thể đối đầu với con Achok bên phía đối phương. Một là con Varus, hai là con Nautilus. Thì ván này Varus đã được Buriram đích thân cấm đi. Còn bài thứ hai Nautilus thì đã bị đối thủ cướp đi rồi. Như vậy là trong ván thi đấu này thì để xem là Buriram họ sẽ làm cách nào để có thể khắc chế con Achok bên phía đối phương đây. Và bên cạnh Achok thì Fennel đã có Nautilus rồi thêm cả Ngộ Không nữa. Những quân bài giao tranh tổng cực kỳ là mạnh mẽ. Và với cái áp lực đến từ những cú mở giao tranh của Nautilus, rồi sau đó thì Ngộ Không lao vào lốc xoáy nữa, thì sẽ là một áp lực mở giao tranh cực kỳ tốt để cho con Achok có thể vào sau. Còn Akali, còn Zeke, hai con này mà thuộc về đội hình bên Fennel thì đây thực sự là một đội hình đẹp như tranh luôn. Từ về mặt sát thương cho đến hiệu khống chế cho đến giao tranh tổng. Và đúng là như vậy, Buriram cũng đã đọc được ra bài này. Họ cũng đã lấy Zeke, họ cũng đã cấm đi Zeke ở trong lượt lựa chọn của mình. Và có lẽ họ cũng sẽ không... Thực ra là con Akali nếu như nằm trong đội hình bên phía Buriram, tôi nghĩ rằng sẽ là hơi khó đánh dành cho đội hình của họ. Tại vì họ đã có Kha'Zix rồi, rồi thì Corki, rồi thì thêm cả Akali thì họ sẽ khá là giấy. Đó có thể là suy đoán của tôi. Còn Buriram nếu như họ vẫn muốn lấy Akali trong lượt này thì họ sẽ không cần phải động chạm gì đến nó cả. Có lẽ là ít có khả năng Buriram sử dụng Akali ở trong ván này. Như vậy thì đội hình của họ là hai sát thủ, mà trong khi đó đội hình đối phương đã có mục tiêu nào để họ có thể bắt vào đâu, chỉ có thể là Achok thôi. Tuy nhiên thì nếu như là Akali cũng Kha'Zix thì cái đội hình của họ đúng như anh Phong đã nói, nó rất là mỏng và nó khiến cho cái khả năng càng lướt lúc đó cái đội hình bên phía của Fennel nó sẽ được phát huy tối đa cái tác dụng của mình. Và nhất là những trong những trận thi đấu gần đây, và đặc biệt là trận thi đấu này, trận thi đấu của Buriram tương đối thoải mái, thì có lẽ là họ sẽ dành thêm một chiếc tướng xạ thủ cho Noel ở khu vực đường giữa, có thể là con Corki này, để cho Noel ta làm quen với meta mới. Tại vì trong tuần thi đấu sau thì cũng là 4.2 rồi, Buriram sẽ có trận này và cả tuần thi đấu sau để có thể tập luyện meta mới trước khi bắt đầu vòng playoff. Rồi, và đã có Garen dành cho bên phía của Buriram. Đây sẽ là một vị tướng theo dự đoán của tôi sẽ là đối đầu với Ngộ Không khu vực đứng trên. Tại vì những lượt cấm vào cá sấu, những lượt cấm vào rắc thì đây cũng là một trong những cái phương pháp mà giúp cho bên phía của Fennel đang giữ được một cái thế trận hoàn toàn tối ưu dành cho Ngộ Không ở khu vực đường trên rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng Garen vẫn sẽ là một chất tướng hoàn toàn có thể đi được với bên phía của Ngộ Không, dù nó không thể nào quá hủy diệt và trên cơ về mặt kỹ năng, nhưng về mặt đi hòa nó vẫn đảm bảo. Và Akali mới chính là lựa chọn dành cho bên phía của Fennel. Khi mà họ bị cấm đi Zeke thì họ cũng đã có một cái phương án khác để có thể khỏa lấp vào vị trí này, tiếp tục là một chất tướng pháp sư cấu rỉa tầm xa. Và Akali sẽ thuộc về bên phía của Fennel cùng với con bài Lux. Wow, Fennel có 3 đấu sĩ rất trâu bò, có thêm con Lux để có thể búp giáp. Và con Lux này cũng có thêm những cú khoan sáng và thêm cả cầu vào tối thượng để có thể gây thêm sát thương nữa. Và quân bài cuối cùng thì Fennel quyết định là không chơi thêm một đấu sĩ nữa, mà họ cần có một con sát thủ để có thể bắt vào được con Corki bên phía bên kia. Họ quyết định là đầu tư con Akali này. Và đang bắt đầu squad tướng đến cả hai bên. Và đã có Zeri trong đội hình của Buriram. Zeri nên dành cho Noel đúng nhỉ? Noel thì trong vòng bảng của chúng ta đã có hai lần anh ta sử dụng con Zeri, một trận thắng và một trận thua. Tuy nhiên thì cái trận thua của anh ta trước EDG khi mà anh ta cầm con Zeri này thì phải nói đó, mà đó là một trận thi đấu mà Noel anh ta cực kỳ vô hại với vị tướng Zeri nắm tay của anh ta. Gần như là
cảm giác của tôi, của anh Xuân Vũ có chung một cảm giác trong trận thi đấu đó là Noel ta không biết chơi con bài này. Thực ra là với trận thi đấu này thì chính Noel cũng không phải là một người có quá nhiều cái điều kiện để được bắn đâu. Tại vì đầu tiên là đội hình đối phương đã có sát thủ Akali rồi và bạn chọn vào Jerry thì đây là một trong những điều mà không có bất kỳ một đội tuyển nào làm cả. Nếu như muốn pick vào những chất tướng xạ thủ thì bắt buộc một trong những chất tướng phải cấm đó là bên phía của Akali. Và thứ hai là con Jerry cho trận thi đấu này tôi nghĩ rằng cũng khá là vô hại. Tại vì đội hình bên phía đối phương có những Nautilus, rồi có Aatrox, có rất nhiều những cái tiền đề để khiến cho con bài Jerry không được chơi. Và thứ ba là với Jerry thì đội hình Buriram sẽ hoàn toàn đánh rất muộn luôn. Còn bên phía của Fernando thì có thể đánh cực kỳ sớm. Tại vì đội hình có bộ đôi hiệu khống chế như là Luck và Nautilus. Có thể là đánh cực kỳ sớm với bộ đôi này khi được dắt nhau đi di chuyển rồi. Thì dự đoán của tôi rằng Jerry trận thi đấu này của Noel sẽ tiếp tục là một trận Jerry cũng không có quá nhiều tác dụng. Tức là đối với chất tướng Jerry thì Jerry có một cái nội tại là có thể giúp cho quân bài này đối đầu rất tốt với những vị tướng, với những cái đội hình có khả năng tạo giáp ảo. Và trong đội hình của Fennel có Lux tạo giáp ảo, có Nautilus tạo giáp ảo. Tôi nghĩ đó là một phần lý do mà bên phía Buriram quyết định là sử dụng con Jerry ở trong trận thi đấu này nằm trong tay của Noel. Nhưng đúng là con Jerry sẽ hơi khó bắn. Thứ nhất là Buriram đang sử dụng đội hình hai xạ thủ ở trong ván thi đấu này, thì đồng nghĩa với việc là hỗ trợ của họ sẽ phải cover một lúc cho hai xạ thủ. Điều này rất là khó. Nếu như cover cho Jerry sẽ bỏ lơi Cocky, và nếu cover cho Cocky thì sẽ bỏ lơi Jerry. Và thêm nữa là vị tướng đi rừng của họ đó, một con Kha'Zix, thì sẽ là con tướng vào sau và không có khả năng khống chế cứng. Do đó là sẽ chỉ có đâu đó là con Ragas nằm tay của Waterset là có khả năng cố định lại mục tiêu, có khả năng làm tường để cho con Jerry của Noel được xả sát thương trong trận này thôi. Vậy thì tôi có thể mừng tượng được ra được hai lý do. Đầu tiên về phía Buriram, họ đánh giá không quá cao về mặt kỹ năng để từ phía của Fennel, nên họ mới đưa ra những đội hình như thế này để đánh với đối phương có phần giao hữu và nó cân bằng hơn một chút. Hoặc là thứ hai là họ mang con Jerry để có thể thí con bài này. Thế là với hai chất tướng xạ thủ trong đội hình thì nhìn thấy bất kỳ một con xạ thủ nào đi gọi là hớ hình thì đội hình bên phía đối phương cũng sẽ rất nhanh chóng target mục tiêu vào với con xạ thủ đó. Thì đó là một trong những động thái để khiến cho con Cocky không bị ai target. Đấy là hai cái dự đoán của tôi, hai cái gọi là thuyết âm mưu mà tôi nghĩ rằng bên phía của Buriram mang vào. Ở đây chắc chắn là một trận thi đấu mà Jerry không phải một vị tướng được chơi ở trong trận thi đấu này. Và hay nói cách khác là nếu như trong trận thi đấu này mà Fennel họ thành công phế thì được con Jerry của Noel trước phút thứ 7, như cách mà EDG đã làm trước Buriram ở trong trận thi đấu, cũng ở trong tuần thi đấu này. Và sau đó trong pha combat tổng thì họ cứ tập trung tất cả cái sự chú ý của mình vào con Cocky của Cudafit. Thì như vậy cái đội hình của Buriram có thể nói là sẽ rất khó để có thể giao tranh. Đó là nhiệm vụ của Fennel. Còn nhiệm vụ của Buriram ở trong ván thi đấu này là Waterset sẽ phải thi đấu cực kỳ hay. Và thêm cả Tipper khu vực đường trên cũng sẽ là như thế. Hai người này sẽ phải làm mọi cách, làm cách nào đó để tạo ra khoảng trống để cho hai xạ thủ có thể được chơi. Và khi mà hai xạ thủ có thể được chơi thì đó mới là thế và giao tranh thuận lợi nhất dành cho con Kha'Zix nằm trong tay của Vardus. Rồi, Chepo đã có được xong phòng rừng của mình, tốc độ là rất nhanh. Ngay lập tức là có mặt ở khu vực nửa dưới của bản đồ. Trong khi đó thì người chơi hỗ trợ ở Waterset vẫn đang có mặt tại đây và đã có một tình huống đánh mắt soi sáng. Mất rất nhiều thời gian đến với Chepo nhưng ta cũng chả làm được điều gì trong tình huống vừa rồi. Rồi, Chepo không phải là một vị tướng đi gang tốt ở những cấp độ đầu, kể cả khi mà anh ta đã có level 5. Anh ta chọn di chuyển xuống khu vực đường dưới, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Danny, cái khả năng chống chịu của anh ta cũng không phải là quá tốt. Và nếu như có một tình huống của Waterset, anh ta có thể lăn bụng trúng một người của Danny, sau đó thì Cudafit bắn vài phát thì chắc chắn là Danny cũng sẽ gục. Và anh ta cũng sẽ không thể nào hỗ trợ quá tốt dành cho Trebo trong tình huống thi đấu vừa rồi. Trebo ở thời điểm hiện tại anh ta vẫn chỉ nên ôm rừng của mình để có thể farm thôi, đợi đến lúc những mục tiêu lớn xuất hiện. Thì lúc đó thứ nhất là cái ngưỡng sức mạnh của anh ta nó sẽ đủ đầy hơn. Và thứ hai là cái đội hình của anh ta, cái đội hình giao tranh của anh ta nó sẽ giúp ích cho anh ta nhiều hơn. Rồi, đường trên, Waterset đã bị lộ tầm nhìn. Ryuken thì đang định làm một điều gì đó vào vị trí của Tipper, gọi thêm cả Risen lên, vẫn là 2-2 không đứng trên tôi, lăn bụng uy hiếp đến từ Waterset. Và đang một thế đóng băng lính rất khó chịu đến từ Tipper ở trong cái đợt lính vừa rồi. Ryuken phải dướn lên cao để có thể hít được những kinh nghiệm của những con lính đánh xa, và qua đó thì cũng đã bị trả lại một lượng sát thương đến từ Tipper. Trong khi đó thì Vandus đang cướp rừng. Anh ta thăm mình rất tốt cái vòng rừng của Trebo và anh ta đã cướp được toàn bộ bãi chim của Trebo. Trebo có những cú quỷ kiếm đắc kim thực sự rất lực thường, chúng ta không qua tường được. Trong khi đó khu vực đường trên đang là điểm nóng, một người bị làm cầm lặng sau đó bị hất văng lại bởi thùng đồ nổ, đó là Ryuken. Anh ta tốc biến nhịp cuối cùng, sau đó anh ta nằm xuống. Có lẽ cái nhịp đó tôi nghĩ anh ta nên tiết kiệm cái tốc biến của mình, kiểu gì chả chết. Rồi, rất dễ đánh ở trong kèo thi đấu vừa rồi, khi mà một con bộ không nó bị cầm lặng thì cũng không có bất kỳ một chiêu thức nào để có thể có quay được nữa, thì qua đó rất dễ để tung ra một tình huống thùng điệu nổ đẩy văng ngộ không về mà thôi.
Và cái kèo đấu đường trên thì về mặt kỹ năng bên phía của Buriram chứng minh rằng kèo này thì họ sinh cơ hoàn toàn về mặt kỹ năng với đối phương. Nên họ đã có thể tự tin pick những kèo đấu mà chúng ta thường không được hay nhìn thấy như là Jerry đường giữa. Và Jerry vẫn đang chơi, không bất kỳ ai động chạm vào anh ta cả. Thế Phạm vẫn đang là tự tin và thoải mái mà thôi. Từ nãy đến giờ không ai găng vị trí của Noel cả. Điều này rất là khác so với cái trận Buriram phải thi đấu với EDG. Trận thi đấu đó đúng, thì Noel anh ta liên tục bị khai thác và anh ta không thể lớn được. Nhưng trận này thì khác. Có vẻ như bên phía của Fnatic họ đang chú ý đến khu vực đường trên rất là nhiều. Và trong khi đó thì Trebor từ nãy đến giờ thì anh ta cũng chỉ có thể ôm farm với lại con Aatrox mà thôi. Anh ta thậm chí là còn bị cướp cả một bãi chim nữa, khiến cho anh ta bị chậm lại cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của mình và anh ta không hỗ trợ được tốt cho các khu vực đường. Bây giờ thì Liu Kang gặp nguy hiểm ở khu vực đường trên. Anh ta bị thiêu đốt, làm mềm. Bây giờ chỉ còn một nửa lượng máu, anh ta bị cô lập Vardus nhảy vào một cào, hai cào. Liu Kang lên bản liều số quá đơn giản. Rất cơ bản, rất cơ bản. Rồi bên phía của Buriram biết là mình phải đi tìm kiếm những cái nguồn đầu tư về mặt lượng tiền đến từ đâu rồi. Đó là khu vực đường trên vẫn đang là rất phóng khoáng từ Liu Kang với hai điểm mà cũng liên tiếp của mình, và đặc biệt nó lại dành cho Vardus, người chơi đi rừng của bên phía Buriram nữa. Móc được vào vị trí Golden Fist. Golden Fist vẫn có một tình huống thảm lửa được nhảy đi và dứng cả cho mình một cái thủy lôi tầm nhiệt. Anh ta cũng không có mấy ý nghĩa đường trên. Ui rồi, một hoàn toàn là có trụ đầu dành cho bên phía ở Tipper, mặc dù chưa có được con sứ giả cơ. Wow, Tipper có được nguyên một cái trụ đầu. Tipper rất xanh trong ván thi đấu này, và nhìn nhớ là trong ván thi đấu này thì bên phía đội hình của Fnatic không có ai lên được búa tiến công cả. Còn Tipper thì khác, Tipper là con Garen hoàn toàn có thể lên búa tiến công. Và khi mà anh ta có được món trang bị này với cái lượng tiền xanh sao, với cái lượng tiền dồi dào mà anh ta đang sở hữu, thì thực sự ở giai đoạn sau Liu Kang không phải đối thủ của anh ta. Trebor muốn băng trụ và Noel tốc biến né được quỷ kiếm đắc kim rất hay, sau đó quay trở lại bắn liên tiếp vào người của Aker cùng với Trebor. Có điện đạt đỉnh điểm, Noel không còn nhiều mana nữa, nhưng Vardus đang truy đuổi với cả Trebor và Aker. Horizon đang đến, Vardus không dám băng trụ. Một pha băng trụ rất là thượt, mà hình như là không có bất kỳ một cái quỷ nào, một cái quỷ kiếm nào đến từ bên phía của Aatrox nó trúng thì phải. Qua đó thì vẫn đang là có quay, thậm chí là trả đam ngược lại rất đánh đá đến từ bên phía của Noel. Noel vẫn sống sót sau 6 phút thi đấu. Anh ta cũng chỉ đơn giản là bị mất đi cho mình những cái phép bổ trợ để thoát khỏi ngũ ganh hai người của bên phía đối phương mà thôi. Và những người đồng đội của Noel thì cũng đã bọc lót rất nhanh ở trong pha thi đấu vừa rồi. Tiếp tục là thêm một trụ đã được lấy ở cánh, vậy là con sứ giả này hoàn toàn thành công, giống như Buriram khi họ bóc được cả hai cánh bên phía đối phương. Vậy thì coi như là điều kiện thắng của Buriram ở trong cái ván thi đấu này đang từng bước được đảm bảo. Hai xạ thủ của họ được farm và họ là đội tuyển có được rất nhiều trụ trước đối phương, và đối phương không thể snowball họ được. Nhưng Noel ta đang có một góc đi khá nguy hiểm, như Liu Kang chưa dám băng ra, anh ta đang chờ rất lâu, lốc xoáy băng vào. Noel vẫn có nhanh như điện để có thể thoát sang bên kia bờ tường ở một khoảng cách rất xa. Đây chính là cái cơ chế gọi là thí xạ thủ 1 để nuôi xạ thủ 2 đến từ bên phía của Buriram. Tại vì hiện tại thì với cái lối đánh như thế này thì chính bên phía của Noel cũng không cần phải bảo kê quá nhiều đến từ những người đồng đội. Anh ta chỉ cần ở trong những giao tranh hoặc những tình huống không chắc chắn, đứng sát bờ tường, bất kỳ một động thái nào đặt tay ra thì anh ta sẽ sử dụng cái nhanh như điện của mình để thoát đi. Và qua đó anh ta sẽ câu được rất nhiều nguồn tài nguyên giao tranh của đối phương, và câu cả những người chơi bắt xạ thủ của đối phương nữa. Và thật tuyệt vời cho một xạ thủ khi mà ở trong một giao tranh bạn nhìn thấy tất cả những cái tầm nhìn của những người chơi có thể gây hiếp cho mình ở trong một pha giao tranh rồi. Đúng thế. Và mặc dù là trong tình huống thi đấu vừa rồi thì cả Trebor, cả Ruken họ ngắm nghía cực kỳ kỹ, thì cuối cùng cũng không làm gì được Noel. Và trong khi đó thì Waterjet và Vardus đang đánh rất sâu trong rừng bên phía đối phương sau khi họ có được hai trụ ngoài ở hai cánh của đối phương. Quả cầu tuyết đang bắt đầu được lăn đến từ Buriram. Noel thậm chí đang thi đấu cực kỳ tự tin, mặc dù đối thủ của anh ta là nguyên cả một con sát thủ. Aker dường như rất ráng trong ván thi đấu này. Nên nhớ rằng cái giai đoạn mà khi mà Corki được đổi ra khu vực đường giữa và Jerry là vị tướng được đảm nhiệm khu vực đường rồng thì cũng đã có một khoảng thời gian rất dài mà Akali đi đối đầu với bên phía của con Jerry đi đối đầu với bên phía của Akali rồi. Nhưng mà tôi thực sự là thấy bất ngờ khi mà một con Akali nó lại vô hại đến như vậy. Và hãy nhìn qua về lượng tiền, thời điểm hiện tại tất cả các vị trí của Buriram đều đang hơn tiền so với bên phía của đối phương không ít thì nhiều. Và người đang ao tiền nhiều nhất đó chính là Tipper khu vực trên. Anh ta đang ao Liu Kang gần 3.000 tiền, tương ứng với gần một món đồ lớn. Bây giờ thì Tipper, thứ nhất là giao tranh cũng mạnh, thứ hai là đẩy lẻ cũng mạnh, bố tiến công đã có rồi. Chuẩn bị lên cho mình một cái rìu đen. Trước đó thì anh ta đã có một cái gươm đồ tể rồi. Bây giờ có thể nói là Liu Kang gặp Tipper ở đâu là phải chạy ở đó. Một người khác cũng đang giữ được một phanh mạch farm rất tốt khi mà liên tiếp khai thác được vào ngộ không ở tuyến trên của đối phương, đó là vị trí của Vardus nữa.
Thì qua đó tôi nghĩ rằng cái kèo con Ajax này được bổ quá nhiều trong nhiều nhịp ở trong giao tranh, không thể được thực hiện đâu, tại vì Gragas rồi Ajax thì vẫn có thể là một những cái tiền đề để giúp cho bên phía Buriram đẩy văng Chebo ra khỏi đội hình giao tranh tổng và cô lập được vị trí của Arizen, cô lập được vị trí của Chebo. Qua đó những cú cào đến từ bên phía của Kha'Zix cũng sẽ giúp cho họ lấy được đi lượng máu rất lớn đến từ con Ajax này. Và đây có lẽ là pha giao tranh then chốt, 9 giây nữa thì con sứ giả khe nước sẽ xuất hiện. Và Trebor anh ta muốn con sứ giả này. Nếu như trong pha giao tranh này Trebor anh ta giữ được con sứ giả rồi tiếp tục thả vào trụ bên phía đối phương và lấy được trụ, thì lúc đó cái điều chiến thắng của bên phía Phenol nó sẽ được níu lại một chút xíu. Nhưng nếu như Trebor anh ta mất con sứ giả này và anh ta mất mạng của mình, thì bây giờ sẽ là quả cầu tiến được lan bởi Buriram. Tên là định hướng không chính xác rồi. Thả thiên thạch không chật vào đầu cào. Adesan tốc biến lên mở giao tranh. Nhưng con sứ giả khe nước đã được giữ lại bởi và đến bên phía bên kia. Tipper giữ lại hàng sau của đối thủ Trebor, bật dậy chiến binh tận thế lên. Nhưng ta mất quá nhiều thời gian ở trong hai sứ giả khe nước. Anh ta bị outplay hoàn toàn bởi tình huống tốc biến từ vị trí của Tipper. Rồi. Và Aker pha thi đấu vừa rồi thì anh ta chỉ đu được đúng cái phóng phi tiên của mình vào. Anh ta không dám tung ra một cái phi tiêu năm cánh nào, tại vì một mình anh ta vào giữa bốn đối phương đó là quá hoảng hốt. Anh ta phải ngay lập tức cắt chiêu cuối, cái sát chiêu hoàn hảo của mình ra. Qua đó chúng ta nhìn thấy hai xạ thủ bên phía của Buriram thì vẫn đang còn yên bề yên sự bình yên đến từ cái tình huống cắt vào của con Akali. Tiếp tục là một Aker với kỹ năng cá nhân mà khiến cho xạ thủ đối phương là rất an toàn. Rồi Tipper có búa tiến công một mình bảo kê con sứ giả khai nước hút vào trụ khu vực giữa, còn bốn người còn lại thì kiểm soát con rồng. Và thậm chí là sứ giả khai nước được thả cái nhịp trước đó rất hay đến từ Buriram. Water Z đang có mặt cover cho Vardus đang rồng. Rất dễ dàng để Vardus trừng phạt mục tiêu này, sau đó tiếp tục tấn công vị trí Trebor. Trebor phải đánh hạt thông nổ để có thể thoát đi. Bên kia Tyson cũng thấp máu, chỉ còn 50% lượng máu thôi. Và đội hình của Phenol bị ép lùi ở trong pha này. Cái trụ đường giữa của họ cũng chỉ còn lại một ít máu, 201 máu. Và cái lượng máu này bây giờ Corki nằm tay của David bắn một phát thì có lẽ là vỡ. Phenol đang bị out trình thực sự đến từ bên phía Buriram về mặt kỹ năng cá nhân. Riêng cái khoản kỹ năng thôi đã giúp cho những cái tính toán về mặt cấm và chọn nó không còn có giá trị trong trận thi đấu này rồi. Đó là một trong những phần mà chúng ta hiểu được vì sao là Buriram tự tin đến vậy. Mặc dù về mặt lý thuyết thì chúng ta tin chắc rằng đây là một trận thi đấu mà Jerry không thể được chơi. Nhưng cấm và chọn thì nó chỉ có ý nghĩa khi mà hai đội tuyển ngang trình với nhau hoặc không quá chênh lệch thôi. Chứ còn như này thì bên phía Fennel khẳng định rằng mình hoàn toàn thua về mặt kỹ năng so với bên phía của Buriram. Rồi, coi như là một trận đấu tập dành cho Buriram thôi. Noel anh ta sẽ có thêm một cơ hội nữa để có thể tập luyện farm và tập luyện đánh nhau với con Jerry này của mình để có thể cảm nhận một cách đầy đủ nhất, một cách đúng đắn nhất với con bài này trước khi mà phiên bản 4.2 của chúng ta được chính thức cập nhật ở trong tuần thi đấu sau. Nói đến Noel, trong những trận thi đấu trước ở giai đoạn đầu vòng bảng của WIL Asia thì một cái điểm yếu của Noel đó là anh ta không chơi được xạ thủ thốt, và cho đến tuần thi đấu thứ 5 ta mới thấy Noel ta bắt đầu mang ra con Lucian. Rồi thì con Corki, hay nói cách khác là từ thời điểm đó ta mới bắt đầu tập luyện những vị tướng xạ thủ ở trong bể tướng của anh ta. Cho đến thời điểm hiện tại thì Corki Lucian thì có thể nói là Noel cũng đang tương đối là bắt kịp được với trình độ mặt bằng chung rồi. Nhưng Jerry thì thời điểm hiện tại vẫn là chưa. Anh ta cần nhiều hơn cơ hội để có thể tập luyện vị tướng này. Rồi một thế trận mà cũng không có quá nhiều mục tiêu để kiểm soát đến từ cả hai bên nữa. Qua đó thì cái việc phòng ngự lính đến từ con bài lắc ở khu vực đường giữa, đặc biệt là đầu tư luôn cả những tình huống chiều cuối, cũng đang giúp cho bên phía của Phenol có được một thế trận khiến cho đội hình của họ chậm lại hơn so với những vượt trội và những lợi thế bên phía của Buriram. Và miễn sao là còn giữ được cái trụ này thì bên phía của Phenol thì vẫn đang đánh một cách khá là hòa hoãn trước bên phía của đối phương. Một tình huống dồn rất nhiều người ra khu vực đường giữa, đủ 5 người bên phía của Buriram rồi, nhưng những cú khóa ánh sáng, những cú móc mỏ neo, những cú tiền đề quan trọng đến từ Phenol thì nó luôn trượt một tình huống lăn vào, hút được một vị trí Chebo về, Chebo ngay lập tức bị sót ra thường, không thể bổ được bất kỳ một nhịp nào cho pha giao tranh vừa rồi. Một người khác đó là xạ thủ Corki bên phía của Buriram thì cũng đã ngay lập tức bị hạ gục. Aker cắt vào, phải sử dụng toàn là chiêu cuối cắt về đến từ bên phía của Aker mà thôi. Và trong pha thi đấu này thì Buriram mất một người, nhưng họ cũng đã có được một màn hạ gục và có thêm được trụ khu vực được giữa bên phía đối phương. Vẫn làm tình huống thi đấu lại của Buriram, nhưng vừa rồi cũng là nỗ lực đánh trả khá tốt đến từ vị trí Phenol. Và nhất là Arisen thấp máu ở trong pha vừa rồi nhưng ta vẫn có thể sống. Phenol ít ra thì họ vẫn giữ được cái sự bình tĩnh của mình cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng đây là một quyết định khởi động giao tranh cực kỳ chính xác đến từ Waterset cùng với những người đồng đội của mình. Bởi vì họ biết ở thời điểm hiện tại thì với hai đợt lính dâng cao, cả hai cánh không có cách nào để cho bên phía Phenol có đầy đủ 5 người ở đường giữa khúc này được. Và họ tập trung tấn công vào đường giữa bên phía đối phương khi mà cái trụ đối phương còn thấp máu và họ lấy được màn hạ gục của Trebor. Quyết định mở giao tranh rất sáng suốt. Rồi, phải nói rằng đây là pha hay đến từ Waterset nhờ. Chúng ta xem lại cái tình huống quay chậm này, chúng ta mới biết lý do tại sao là Aker vẫn đang khó chơi đến như vậy với con Akali.
Tại vì Butterjet vẫn đang có những tình huống lăn bụng ngắt được đường bay, dù là sát truyền đạo hảo hay là những cú phóng phi tiêu nhịp 2, thì Butterjet vẫn đang cao tơ khóa tốt vào sát thủ của đối phương. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Buriram đã bóc được toàn bộ dàn trụ ngoài bên phía đối phương. Quả cầu tuyết đang càng ngày càng được lăn, mặc dù là tốc độ không phải là quá nhanh, nhưng càng lúc quả cầu tuyết này nó đang càng lớn, bởi hai xạ thủ của Buriram từ nãy đến giờ được chơi tương đối là thoải mái. Nếu như Cơn Đơn Phiết đã phải nằm lại một mạng rồi thì từ nãy đến giờ Noel chưa phải nằm xuống bất kỳ vài hạ gục nào cả. Và Van Dust theo thời gian thì cũng sẽ lớn dần, sẽ tăng tiến dần cái lượng sức mạnh của mình với con Kha'Zix của anh ta. Và khi mà bên phía của Buriram chiếm được lợi thế về mặt tầm nhìn thì một con Kha'Zix lẫn quất ở trong phần rừng của bên phía đối phương đó sẽ là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm. Vẫn đang là khá mất định hướng đến từ bên phía Feno. Hiện tại thì họ vẫn đang chủ yếu là di chuyển theo những bước dắt lính của Buriram. Còn hai xạ thủ của Buriram trong một cái thế trận mà đối phương không có sự chủ động và không có bất kỳ một cái món đánh nào để có thể khiến cho cái tuổi thơ hai con xạ thủ này nó bị khổ sở một tí, thì họ vẫn đang được thoải mái farm ở bất kỳ một khu vực đường nào mà họ đi qua mà thôi. Khá là mất định hướng và gọi là thiếu sự chủ động đến từ bên phía của Feno trong trận thi đấu này. Và nếu như đánh như kiểu này thì họ cứ dần dần trả thế trận và để cho bên phía Buriram lấy đi tất cả những mục tiêu lớn trong phần rừng của họ, lấy đi cả những lượng trụ và cứ thế mà thắng mà thôi. Sức bật đến từ Feno phải là quá yếu. Tuy nhiên thời điểm hiện tại không có cách nào khác ngoài việc là Feno họ sẽ phải cắm thật nhiều mắt ở trong phần rừng của mình để có thể đảm bảo những bãi farm cho Trebor. Trebor là hy vọng duy nhất của Feno để có thể thắng được giai đoạn late game trước đội hình của bên phía đối phương. Và đây sẽ là đồng lửa. Đây sẽ là pha giao tranh mà bên phía của Feno sẽ phải làm cực kỳ tốt trước đối thủ nếu như họ không muốn thất bại sớm ở trong ván thi đấu này. Tipper vẫn đang một mình một ngựa đẩy ở khu vực đường giữa, anh ta có búa tiến công. Tipper đang đi tìm góc để có thể zone đội hình bên phía đối phương. Bên phía bên kia thì Trebor đã nhảy vào hang rồng với cái hạt thông nổ. Bên phía kia thì Tipper zone đi qua vị trí Waker. Hai xạ thủ của bên phía Buriram sẽ rất dễ để có thể chơi ở trong pha giao tranh này. Và cái thảm lửa này được trải ra bởi Cunning Fit và con rồng đang được ăn đi. Ở đây Sen vẫn đang tìm một góc để có thể mở giao tranh. Tiếp tục là xung điện cao thế. Quadrazet lao vào thùng lửa nổ chia tách đội hình bên phía đối phương. Tipper cũng đã làm câm lặng ở vị trí của đây Sen. Rồng được giữ lại dành cho bên phía Buriram. Noel lướt sang bên kia tiếp tục bắn với xung điện cao thế. Bên phía bên này thì Cunning Fit cũng đã được bắn. Và đội hình giao tranh của Feno tan tác. Chỉ còn một mình Aker bỏ chạy mà thôi. Bên phía bên kia thì Horizon cùng với Lux cũng đang phải bỏ chạy ở một góc khác. Và Cunning Fit tiếp tục tìm thấy ở vị trí Aker kiệt sức luôn. Aker không có tiền, không có cơ sở để có thể tấn công Cunning Fit trong pha thi đấu này và chắc chắn là anh ta sẽ nằm. Mà hãy cùng giữ lại dành cho Tipper. Một pha mà cũng đã đuổi được đối phương chạy từ dưới bot lên trên top. Và bên phía Buriram vẫn đánh theo một thế trận một chiều tính đến thời điểm hiện tại. Aizen đi cùng với Danny. Danny liệu có chiều cuối chưa đây? Đầu tiên là khoảnh sáng trước vào vị trí của Waterz, sau tấn công Waterz tạo giáp vị trí của Aizen. Waterz đang tự tin thoải mái đưa mình ra để chống chịu lực sát thương bên phía đối phương. Bên đây là móc được vào vị trí của Noel, quay ngược trở lại cắm kiếm. Quá đơn giản để có được điểm hạ gục Luck của bên phía đối phương rồi. Giữ vị trí không phải là một từ có trong từ điển của Luck ở trong tình huống vừa rồi. Và anh ta cứ thế đi bộ vào và bị hạ gục bởi đối phương mà thôi. Rất đơn giản dành cho Buriram. Và bây giờ thì họ được có được con Baron. Và chỉ đơn giản là bây giờ họ sẽ điều lính vào ba khu vực đường và tiếp tục lấy đi những lượng công trình ở phía đối phương thôi. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh vừa rồi. Pha giao tranh mà cả hai xạ thủ của Buriram đều đang được bắn. Tipper làm rất tốt ở trong khâu setup giao tranh khi mà anh ta đã tìm đến được đúng nhân tố có thể đe dọa trực tiếp vào hai xạ thủ trong đội hình của anh ta, đó là vị trí của Aker. Và gần như là trong nhịp đầu thì Aker không thể nào tiếp cận giao tranh được. Và Corki cùng với Jerry thì được thoải mái bắn. Còn nhiệm vụ còn lại của Waterset là mở giao tranh và làm cách nào để cho Trebor khó khăn nhất trong cái việc tham gia giao tranh là như vậy là thành công. Và bây giờ là bùa lợi Baron. Đội hình của Buriram đang chia làm 1-3-1 để lính cả ba đường. Đánh đến đây vẫn đang chưa có bất kỳ một cái sạn nào dành cho bên phía của Buriram cả. Họ vẫn đang đánh rất từ tốn và từ ép bên phía đối phương. Một đội hình không có quá nhiều sức bật như bên phía của Feno. Lính được đẩy vào khu vực đường giữa, hai xạ thủ họ hoạt động cần lực. Sau đó vòng sau đến từ Ryuken, anh ta lướt không qua tường. Vòng sau định đánh một tình huống bất ngờ như lướt không qua tường đến từ Ryoken. Qua đó thì hai xạ thủ cũng đã biết được thông tin và quay ngược trở lại bao trụ đường giữa, lấy nửa cây đường dưới. Không ai phòng ngự Tipper cả. Một người nữa đến từ bên phía của Feno đi đâu rồi? À, đã bị hạ gục ở trong phần trụ rồi. Chỉ còn lại mỗi cái còn là Akali. Tôi không biết là anh ta làm kiểu nào mà nằm xuống nhanh đến như vậy. Được rồi, và sân bay dành cho Buriram rồi. Một người bị tấn công khu vực đường giữa là Tipper. Tipper rất trâu, thậm chí anh ta còn trả được chiêu cuối trước khi anh ta phải nằm xuống. Cunning Fist được bắn thoải mái. Noel cũng là như thế. Ở đây Sun chắc chắn sẽ phải chết. Trebor thì không làm được gì với dàn chiến binh tận thế của anh ta cả. Còn bên kia thì Van Dust thoải mái bao nhà. 1-0 dành cho Buriram.
rất dễ dàng. Chebo còn nói rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng 100%.